Những ngón tay vuông. Hồi ký. Tác giả Trần Quang Thành. Giọng đọc Hải Yến. Số 5. Rồi tôi được ra Bắc học, chia tay bạn bè đồng đội, lòng nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra. Tạm biệt những con tuấn mã, đang nghỉ trong lòng một con suối cạn. Tôi ghi lại địa chỉ mọi người, hy vọng có ngày về thăm quê các anh. Rất nhiều các anh đã chiến đấu nhiều năm gian khổ hơn tôi, đã già yếu hơn tôi, mà họ vẫn còn chịu hy sinh, chưa biết đến bao giờ. Khoác ba lô lên vai, tôi còn kịp lấy chiếc đèn pin đổi cho anh Phình, đèn của tôi mới hơn. Ở trong đó, cần chiếc đèn pin lắm, không thể thiếu ánh sáng của nó, mặc dù phải che gần hết, chỉ để lọt một khe nhỏ. Vì lúc nào trên đầu cũng có kẻ thù luôn nhòm ngó tìm kiếm. Đợt ấy, mỗi tiểu đoàn được một người đi học, Đức, Sáng và tôi tập trung lên binh trạm. Chắc thấy chúng tôi ra dáng ngon nghẻ hơn nên trạm có sắp xếp chúng tôi đi cùng kèm giúp hai cô văn công. Các cô yếu quá không còn đủ sức khỏe nên phải quay ra. Đúng là văn công. Nhìn các em xinh xắn, nhỏ nhắn nhưng nước da xanh tái, những bông hoa rừng, hoa trong rừng Trường Sơn. Các em yếu lắm, đi còn run rẩy không thật vững. Chúng tôi chia nhau mang giúp ba lô. Mới đó thôi còn mơ ước thèm cháy lòng bóng hình con gái, thì đây rồi hàng ngày đi sát bên các em. Thế mà lạ thay, chỉ thấy thương, thương nhiều lắm, nên lại không thấy mấy cái tình, cái khát khao gái trai. Bao gian khổ ác liệt nhọc nhằn của chiến trinh là của con trai. Chúng tôi là trai thì bình thường, là nghĩa vụ. Còn con gái chân yếu tay mềm, những bông hoa mỏng manh bé bỏng thế mà phải chịu như chúng tôi sao? Đi đường qua những vùng ẩm ướt, vắt nhào nhào ngóc đầu đung đưa tìm chân người. Thương các em quá, những bàn tay trắng mỏng manh bé nhỏ cũng đi dép cao su như con trai, run rẩy lựa tránh những con vắt. Nhưng nhiều vắt lắm, chả tránh đâu được, đành nhắm mắt đặt chân xuống. Thương, muốn đỡ, muốn bế em nhảy qua, nhưng đâu làm được. Thân mình còn ba lô cồng kềnh nặng trĩu, còn mang thêm đồ cho các em nữa, và cũng đang run lắm, đâu dám động vào em. Côn trùng, rắn rết, ruồi muỗi cùng hùa nhau vào tấn công con người không thương tiếc. Tôi đã thấy đồng đội ngồi chết thê thảm, tựa lưng vào gốc cây do bị bò cạp cắn. Bò cạp bên Lào hình như to hơn ở bên ta. To như con cà cuống, nó cong cái đuôi chứa đầy nọc độc, chạy rất nhanh, sẵn sàng tiêu diệt mọi đối thủ. Con ruồi trâu cũng kỳ lạ. Bên nước mình, nó chỉ đốt trâu. Còn ở Trường Sơn, nó lùng sục người, lao thẳng vào. Ai bị đốt cứ giật thon thót, đau buốt. Nằm trên võng, những chú ruồi trâu bám ngoài màn, thò vòi vào châm. Tôi còn lấy cái cắt móng tay bấm đứt vòi của chúng. Còn con vắt thì nhiều vô kể, nhất là vùng ẩm thấp Đông Trường Sơn. Một chuyến qua vùng A Lưới, Quảng Trị, đường cực kỳ lầy lội, trơn, xe vượt từng đoạn khó nhọc. Trời sáng không kịp tìm nơi kín hơn để giấu xe, thung lũng toàn cỏ danh, cây lúp xúp. To nhất là chuối rừng, cũng thấp bé lè tè. Chả làm sao che kín được xe. Máy bay trực thăng dễ dàng quạt bay hết ngụy trang, xe đứng tơ hơ. Nhưng lần ấy nó đánh mãi không cháy. Sau mới biết chúng chỉ đánh xung quanh, không cố phá hủy xe, để rồi cẩu chiếc xe mang về làm chiến tích. Ngủ ở đấy không thể mắc võng được, vì toàn cây thấp bé. Nằm dưới đất, dưới hầm thì nhung nhúc là vắt. Vắt chui rúc khắp mọi chỗ trên cơ thể,
buồn ngủ rũ, không làm sao bắt xuể, sờ đâu cũng thấy máu ướt, gạt rơi những con vắt no mỏng. Không hiểu sao, lần ấy xe tôi đi chỉ có một mình. À, nhớ lại rồi, trước đó có xe đồng đội hỏng ở dốc Con Mèo, nên anh cán bộ đi cùng đã ở lại sửa. Thế là chẳng còn gì, một mình mò mẫm quay về tìm đơn vị. Thân tàn ma dại, đến khẩu súng cũng chẳng còn. Vì lúc đi lấy lá ngụy trang thì máy bay ập đến không kịp lấy súng. Đơn độc quá, một thân một mình, tự nhiên như thấy văng vẳng bên tai, thương thương mà chua chát. Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào xua tan mây, chẳng thể nào che anh được. Thơ Thúy Bắc. Vắng vẻ quá, lúc này chỉ cần gặp hổ gấu cũng đã chết, chưa nói gì đến biệt kích thám báo. Trong chuyện Thủy Hử, Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương còn được rượu thịt say, chứ tôi thì đến nước còn chết khát. Võ Tòng to khỏe như trâu, lại có ngọn giáo sắc lẹm. Còn tôi giặt dẹo gió thổi ngã, với con dao cùn để chặt ngụy trang, chắc chỉ đáng nửa cái tát của hổ rừng. Bỗng tôi thấy có chim xào xạc bay lên. Tôi núp vào gốc cây nghe ngóng. Có tiếng xoạt nhẹ, tiếng cành khô gãy, như có con vật to nặng đang rón rén tới gần. Tôi run bắn người, nín thở chờ đợi. Phía sau, cách chừng 6 mét, có một cây to. Đang định cố trèo lên thì chợt nghe tiếng người hỏi: "Sao thế? Ngã à?" Tiếng người khác mệt mỏi: "Mẹ nó, đổ hết rồi." Nghe giọng bác, tôi thấy thoáng yên tâm. Đứng lên nhìn thì thấp thoáng có người đang lúi húi bò trên dốc. Đang nghĩ, giờ mà gặp địch thì chỉ còn biết lại ông tôi ở bụi này. Rồi họ gọi nhau rõ hơn, đích là tiếng người miền Bắc. "Về thôi." Vừa nghe vậy, đã thấy một người ào ào trượt trôi từ trên dốc xuống ngay trước mặt. Hai bên tròn mắt nhìn nhau, súng đã chĩa thẳng vào ngực tôi. Đúng là lính thiện chiến. Chắc thấy tôi không có vũ khí gì nên anh ta hạ súng hỏi: "Mày là ai? Làm gì ở đây?" Tôi đã bớt run vì chắc anh là người mình. Họ đi lấy rau rừng, quanh anh vung vãi mấy quả su le và măng. Người Vân Kiều gọi su su là su le. May sao lại gặp được mấy anh công binh, họ đưa về lại chính là đơn vị của anh rể tôi, anh Trần Văn Dậu. Thật mừng khôn tả, anh Dậu vào Nam đã rất lâu mà không tin tức. Không thể ngờ chiến trường mênh mông thế mà anh em lại gặp nhau. Sau lần anh em gặp nhau, đúng lúc anh Dậu được đi học, anh cùng tôi về đơn vị và ra Bắc học. Anh là bác sĩ quân y, hiện giờ anh nghỉ hưu, vẫn hằng ngày trị bệnh cứu người ở địa phương. Chắc mọi người thấy tôi như thổ phỉ, thảm hại quá, nên trước tiên anh Dậu cắt trụi đầu tôi, tắm giặt, rồi bôi thuốc xanh lét khắp người, toàn vết vắt cắn. Các cô đi chậm nên ngày nào đến trạm cũng muộn hơn các đoàn khác. Đến trạm là cuống quýt lo mắc võng, tìm nơi ăn ngủ, tắm giặt. Đã chớm vào mùa mưa, mắc võng mắc màn, che mưa là cả một nghệ thuật. Võng buộc vào cây thì nước mưa theo cây vào võng, rồi ba lô để đâu khỏi ướt, rồi màn móc thế nào để tránh côn trùng, vân vân. Mưa mấy tháng liền không có nắng. Dãy Trường Sơn chạy dài hàng ngàn km, uốn lượn theo hình chữ S dọc bờ biển nước ta. Nó là xương sống của bán đảo Đông Dương. Mây từ ngoài biển mang nặng nước, được gió đưa vào, gặp dãy Trường Sơn chặn lại. Vậy là mưa xuống. Ngàn đám mây mọng nước từ biển Đông xà vào, gặp cây rừng chọc thùng, Trường Sơn mưa ào ào. Nhiều tháng liền sầm sập, dưới hầm nước ngập cao, trên mặt đất bom gào, con người sao sống được. Có lòng yêu đất nước, còn ý chí kiên cường, bao la tình yêu thương, vượt lên trên lại sáng. Rồi lo kiếm sao được một ít rau rừng, ai cũng thèm rau,
nhất là rau chua, thì như tỉnh người lại. Các cô ăn ít nhưng đã dần lại sức. Thương lắm, và chỉ thương thôi. Thương như đứa em gái của mình. Mà đúng, với em gái, những người thân trong gia đình thì làm gì có chút cảm giác nào theo nghĩa gái trai. Nên chả biết Đức và Sáng có gì với họ không, chứ tôi thì chỉ có một lần. Lần ấy, chúng tôi ra bến sông tắm, một con sông nào đó ở Quảng Bình. Bên bờ tre, nước trong xanh. Đã lâu rồi mới được gặp cảnh làng quê thanh bình thế. Chỉ tạm yên thôi, pháo hạm từ ngoài biển vẫn thường xuyên rít trên đầu, rơi đâu đó. Bên bến cát có mấy chiếc thuyền đánh cá của dân. Có cái trên bờ cát, có cái còn dập dềnh dưới nước. Con trai còn mạnh dạn xuống trước. Hai em gái cứ chần chừ vì trống trải quá. Chả còn đâu hơn, dựa quanh mấy cái thuyền, các em đành xuống tắm. Thuyền cứ dập dình quay ngang quay dọc, có lúc hở hết cả người. Lần đầu tiên được nhìn phần nào thân hình các cô gái, các em trắng, dù là trắng xanh vì sốt rét, các em thon thả, dù hơi nhỏ vì đang yếu, nhưng đẹp lung linh, vì các em là văn công, vì là con gái đang tuổi thanh xuân nhất. Những bông phong lan rừng khoe sắc, những đường cong mềm mại. Gặp được ô tô là chúng tôi tung ra miền Bắc như chim sổ lồng, lòng phơi phới, cảm tưởng mình như những electron tự do. Mấy năm trời dồn nén bao tình cảm yêu thương, cô ấy hình như đã ra trường, chẳng biết đang ở đâu. Viết rất nhiều thư nhưng nhận được chả là bao. Thư nhận được nhàu nát bụi bẩn, thậm chí thư viết trước cả năm lại nhận được thư sau mới viết. Còn biết đâu mà lần mà tìm em. Theo hướng dẫn, chúng tôi tìm vào trường sĩ quan. Nhưng hồi đó trường chỉ là nơi đón tiếp tạm. Trường đã sơ tán vào dân, một vùng quê đồng bằng sông Hồng. Hôm sau, chúng tôi tự đi bộ xuống trường. Cũng vẫn ba lô ấy trên vai. Ba lô mang tất cả hành trang cuộc sống. Cũng nặng lắm. Vậy mà đi đường nhựa giữa đất trời sáng láng cứ thấy nhẹ tênh. Trong kia trời đất âm u mù mịt, còn hiện tại là đất trời thủ đô ngút ngát tầm mắt. Trời trong xanh, trải nắng vàng trên những cánh đồng làng quê bát ngát. Tôi thấy tâm trạng mình lúc này đúng như câu trong Dịch Học nói: qua cơn bĩ cực đến kỳ thái lai. Vâng, thiên địa bĩ, ba hào liền che đậy kín trên đầu, tối tăm trong rừng Trường Sơn, trong chiến tranh bom đạn, làm sao mà chả bĩ. Còn bây giờ đã sang kỳ thái, ba hào đức đã mở sáng trên đầu, đè xuống dưới những gì tăm tối, bí bách. Không đâu, nào đã hết chiến tranh, mới năm 1972 thôi mà. Bĩ thái ấy chỉ đúng nhất thời với riêng tôi, còn dài lắm. Hết Mỹ rồi, còn nhiều năm biên giới Tây Nam, rồi biên giới phía Bắc, nó làm tôi phát điên, tâm thần nhiều tháng. Phần sau tôi sẽ nói rõ hơn. Hiện tại, Mỹ đã và đang tạm ngừng ném bom miền Bắc. Trường lớp sơ tán về một vùng quê ven sông Hồng, mọi người chia nhau ở trong các nhà dân. Những học viên sĩ quan trẻ, mặc dù có người còn sốt rét, bụng to như bà chửa, vẫn làm các cô thôn nữ rối rít phấn chấn. Ngày ấy, cán bộ sĩ quan được cấp áo đại cán 4 túi, hay gọi là áo tôn trung sơn, là oách lắm. Mặt mũi nhiều người còn non trẹt, lại từ chiến trường ra, khói lửa ác liệt. Tất thảy các mẹ các chị, và nhất là các cô gái, yêu quý vô cùng. Tôi và Hùng ở trong gia đình chỉ có hai người, mẹ và con gái. Bà mẹ chừng 48-50, cô con gái 17 tuổi. Bà quý chúng tôi như con. Tôi có cảm giác như đi làm đồng, bà còn cố về sớm hơn mỗi ngày để ở nhà gần chúng tôi. Hoa quả, bánh trái cứ ép ăn bằng được mới vui. Cũng may là trong vườn rất nhiều sấu, của chua với người sốt rét. Thật đúng là em như gái dở đi rình của chua. Tôi thường phải tránh, cố tìm lý do để tránh.
Bà bảo, xấu chín bác để ở trong buồng cách tân ấy, vào mà lấy. Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi chộp cuốn sách chạy ra sân, nói với lại, cháu phải đi hỏi cái này đã. Ngày nghỉ, bà sắp xếp cho tôi đi tát nước cùng tân, ruộng rau muống bé tẹo, tát tràn cả bờ. Rồi bà bảo, tôi phải đi sửa đồng hồ cùng tân. Mình em nó không biết gì, đồng hồ chết mấy hôm nay rồi. Cứ thế, đúng là cá với nước, quân với dân. Nhiều hơn cả là những nảy sinh tình cảm giữa bộ đội học viên với các cô gái. Thực tế là sau này một số đã thành vợ nên chồng, trong đó có anh Thọ. Anh đã lấy đúng cô gái nhà mình ở trọ. Riêng tôi quá nặng lòng cùng với người ấy. Mấy năm rồi, sống trong xa cách và nhớ thương, tôi đã biết cô ra trường, hiện công tác ở Hải Hưng. Tình yêu ấy cuốn hút hết, chia sẻ hết. Dù danh chính chưa có gì, nhưng cả hai đã như là tất cả, không gì chia lìa được. Những lúc ác liệt nhất, cận kề cái chết nhất, tình yêu ấy như tiếp thêm sức mạnh. Trong lòng nghĩ rằng mình có hy sinh thì nơi quê nhà, hay rộng hơn là trên cõi đời này, ngoài bao người khác biết đến mình, cô ấy sẽ đến với gia đình mình, sẽ gắn bó với mẹ và chị em dù mình không còn nữa. Cái ý nghĩ đã có người con gái yêu thương đến với gia đình mình mà lại chưa phải là vợ, chưa chính thức là người nhà, nó mới mạnh mẽ làm sao, có thể còn hơn tất cả. Không sợ hy sinh gian khổ, đúng là bom nổ chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết, và chết chưa chắc đã hết. Cảm nghĩ mình chết ở nơi bom đạn ấy, nó nhẹ nhàng lâng lâng. Hiện tại đang đắm mình trong tình cảm của dân, mọi người thực sự yêu mến, các cô gái thực sự quấn quýt. Năm đầu chúng tôi học cơ sở cơ bản, nào là cơ lý thuyết, toán cao cấp, nào sức bền vật liệu, vẽ kỹ thuật, rồi triết học, kinh tế, chính trị đủ cả. Nhưng nhồi nhét làm sao khi mà các cô các mẹ cứ díu dít ngoài sân trong nhà. Chúng tôi được ở một gian trong ba gian nhà ngoài, qua gian giữa, bàn thờ và giường là buồng của tân. Bên đó tối nào cũng có các cô đến chơi. Thử hỏi ngồi học mà nghe hết các chuyện của các cô, cười rung cả nhà thì làm sao mà tích phân với ma trận được. Có cô giáo cấp 1 vỡ lòng gì đó kể với bạn: ở lớp tao có cu Tiến học dốt quá, chỉ mỗi cộng trừ các con số nhỏ cũng cứ phải bấm đốt ngón tay. Hôm nay tao bắt đứng tại bàn, không được đưa tay lên. Tao hỏi 5 cộng 5 bằng mấy, mãi sau nó mới trả lời: thưa cô, 5 cộng 5 bằng 11 ạ. Tức quá tao quát: 5 với 5 cơ mà. Cô cậu lại cúi mặt lầm rầm đếm, lát sau lý nhí: thưa cô, bằng 11 ạ. Tao điên tiết chưa biết làm gì thì cậu ngồi bên cạnh bỗng đứng bật dậy: thưa cô, bạn ấy cho hai tay vào hai túi quần bấm đếm ạ. Trời ơi, tao chợt hiểu, đỏ hết cả mặt gục xuống bàn cười. Thì ra cô cậu bấm đếm hai tay trong quần lại cứ vướng vào cái vòi ấm chúng mày ạ. 10 ngón tay cộng 1 ngón nữa, đúng là 11 thật. Chúng tôi cũng gục xuống bàn mà cười, cười chảy cả nước mắt. Chẳng ngờ cái ấy của cậu học trò dốt giấu kín thế mà vẫn bị lôi ra điểm danh. Ai mà nhịn được cười khi nghe chuyện của các cô. Nhiễu quá, học hành môn được môn chăng, lại còn bao chi phối bởi mối tình đã qua 4-5 năm với người ấy. Tôi ra Hà Nội học thì em lại ra trường, có nghe đã về công tác ở Hải Hưng nhưng chưa làm sao gặp được. 4 năm trước, tại một hòm thư ở La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên, tôi đã hồi hộp bỏ lá thư ngỏ lời yêu chính thức gửi em, khi biết rằng ngày xa miền Bắc đi chiến trường đã cận kề. Và rồi trong chiến trường, mấy tháng sau, tôi nhận được thư của em, chỉ với 4 câu thơ của Tố Hữu: phải chi em đến được cùng anh, chỉ một ngày thôi kể ngọn ngành, thư viết đôi trang lòng cuồn cuộn, như dòng sông cuốn lá che xanh. Cuồn cuộn, lòng người chồng chất,
ứ trào tình cảm đến mức không biết nói gì. Nhớ nhất hoàn cảnh ấy là giữa năm 1971, ở chiến trường, sang ngàn dặm về không gian, sang ngàn ngày về thời gian và chồng chất ngàn lần về nỗi nhớ, tôi được đi phép và về gặp em ở trường kinh tế kế hoạch, trường kinh tế quốc dân bây giờ. Năm ấy đúng trận lụt lịch sử, có 15 ngày phép ở Thái Nguyên không về Hà Nội được, do cầu Long Biên trên sông Hồng rung lắc, tàu không đi được. Suốt ngày mong tin thông đường, khổ thế, ở chiến trường đã cơ cực với tắc đường, nay giữa thủ đô lại đường tắc. Chỉ còn một ngày nữa là hết phép thì đường thông. Thực ra cũng có thể đi ô tô và tôi vẫn cố chờ em về. Song khốn nỗi khi ở Nam ra qua Hà Nội, tôi có gửi thư cho em, nhưng không hiểu sao tôi lại ghi sai một tháng. Thành ra tôi cố chờ ở nhà. Còn em thì khóc không còn nước mắt, bởi vì tôi đã về tháng trước mà không thèm đến thăm em. Đấy cũng là một hiện thực, vì ở chiến trường tôi không còn ý thức đúng về ngày tháng nữa. Thực tế tôi đi phép tháng 6 thì lại thư cho em là đi vào tháng 5. Hết tháng 6 khắc khoải chờ mong, khi mấy ngày phép cứ rút ngắn dần. Mấy năm trời yêu thương ngóng đợi, người lính trong chiến trường sống chết từng ngày, vậy mà cái hy vọng bằng vàng ấy lại phũ phàng trôi qua bởi chính cái lầm lẫn nghiệt ngã do tự mình gây ra. Chả riêng gì tôi, cả nhà cô ấy, nhất là mấy cô em gái đều bồn chồn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Khi ngày phép đã gần hết mà anh chị vẫn không gặp nhau, tôi lại sắp đi xa, rất có thể là xa mãi mãi. Đến ngày cuối cùng của kỳ phép không thấy em về, thất vọng, nghi ngờ, buồn đau đến cùng cực, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em. Giá như từ chiến trường ra, qua Hà Nội, tôi vào trường gặp em ngay thì đâu đến nỗi. Tin vào lá thư gửi ngay tại Hà Nội thì không thể thất lạc. Giá như, vâng, giá như bây giờ có điện thoại cầm tay đến từng người thì làm gì có câu chuyện buồn đến ngật ngã ấy. Cô em thứ ba 17 tuổi quyết dẫn anh về cho chị. Em xinh đẹp rạng rỡ, má lúm đồng tiền, chắc bao người xin chết vì cái đồng tiền ấy. Ngang chiều, hai anh em mới tới cổng trường, bảo vệ gác cổng không cho vào, tôi nói sao cũng không được. Ấm ức, mình đã vượt cả ngàn cái cổng ngăn cách bằng sắt, bằng bom đạn, giờ có mỗi cái cẳng tre mà không qua được. Cố nén lòng, hai anh em lui lại nơi gốc bàng, sau lưng là đường sắt. Chính con đường sắt đó, ngày mai tôi sẽ đáp tàu vào Nam. Nơi đây đúng là điểm tuyến giữa đường thẳng xuyên Việt với đường tròn thủ đô Hà Nội. Bây giờ, điểm gần nhất ấy bị ngăn cách bởi mỗi cái cổng bảo vệ vô hồn. Cô em cũng ấm ức không kém, nhưng thông minh, tự nhiên cô cầm nón đứng lên, nói nhỏ, anh cứ ngồi đây, để em vào. Cô đội nón che thấp xuống mặt, rồi cứ thế lủi lủi đi vào, qua barrier, còn cố ý quay mặt đi. Tôi hồi hộp chờ đợi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, lúc ngồi bên ngoài, cô em để ý thấy, một số người cứ bơ ông gác cổng đi, thì lại chả bị hỏi gì. Chỉ lát sau là em cùng 4-5 người bạn ào ra đón, nhìn thấy nhau, gặp mặt nhau, cứ nghẹn ứ, chẳng ai nói được gì. Hai chị em mắt đều ngấn lệ. Vào trường, qua cây cầu xây nhỏ kiểu công viên, hai bên trồng nhiều dừa, các lớp học nhà 3 tầng, nhiều người đứng ban công cửa sổ nhìn xuống chỉ trỏ. Tôi luôn bị quây cứng xung quanh, họ hỏi chuyện, họ tranh thủ nhìn mặt. Chắc chắn nhiều người biết chuyện của chúng tôi và còn biết tôi vừa từ chiến trường ra. Người lính, chiến tranh đang tác động mạnh mẽ tới sinh viên. Họ đang học nhưng đều nhấp nhổm lên đường mà. Tôi chả còn nhớ lúc ấy như thế nào, làm gì, nói gì và lúng túng ra sao. Sau này em bảo, có người nói hình như người yêu của mày hơi méo mồm. Lạ thế, chưa bao giờ tôi nghe ai chê tôi xấu cả. Chỉ khen, ít ra cũng nói là dáng thư sinh,
chứ sao mà méo mồm nhỉ? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.